Thí sinh tiếp theo là thí sinh Mai Hồng Khánh, số báo danh 39. Xin mời các huấn luyện viên. 3, 2, 1. Chơi luôn. Bây giờ em xin phép được dùng quyền im lặng đối với huấn luyện viên Xuân Lan. Tôi biết luôn á, chơi luôn. Em me có nhiêu đó thôi, tại vì bây giờ em hết rồi, chị Hà Anh thoát em rồi. Chị ơi, mình chấp nhận đi chị. Chúc mừng em đã được hai sự lựa chọn của hai huấn luyện viên. Nhưng huấn luyện viên Xuân Lan sẽ không được nói chuyện để thuyết phục em nữa. Cho tới giờ phút này thì tất cả những cái mà mình vạch ra thì nó đều đang rất là đúng theo cái lộ trình của Giang. Giang cũng chưa có vụt mất bất kỳ một thí sinh nào, tại huấn luyện viên khác cũng đang đi rất là đúng cái màu sắc của mình. Từ đầu đến giờ Giang đã không chọn bất kỳ một ai mà có một cái gọi là cái hình thể hay là một cái màu sắc theo kiểu là về sức khỏe, về hình thể như vậy. Tất cả các màu sắc trong độ của Giang đều là những cái màu sắc phảng phất một chút gì đấy ngây thơ. Nhưng mà ngây thơ theo kiểu thể hình thì Giang chưa có. Cho nên á, với Giang thì Giang đánh giá bạn là một cái người rất là chân thật, rất là chân thành, rất là quyết tâm. Giang giơ chiếc bảng này của mình lên là nếu như mà bạn đồng ý thì bạn sẽ hoàn thành cái mảnh ghép cuối cùng của đội ứng Giang. Còn nếu không thì cũng không sao hết, bởi vì đơn giản là Giang cũng muốn giơ lên. Thì Giang vẫn luôn đánh giá bạn có một cái tinh thần chiến đấu và rất là bền bỉ và rất là chăm chỉ, giống như là một cái sự công nhận của Giang dành cho cái sự cố gắng của bạn. Nãy là Hương Giang đã nhờ chị Xuân Lan và chị Xuân Lan thuyết phục rất nhiệt tình rồi. Nếu mà bây giờ không biết là chị Xuân Lan mà nhờ lại Hương Giang thuyết phục thí sinh giùm chị Xuân Lan thì sao nhỉ? Dạ, trước tiên em rất là cảm ơn hai chị đến với chương trình này á. Em chỉ mang đến đây là một cái trái tim ấm và cái lòng chân thành. Tất cả đều là những thần tượng của em rất là yêu quý. Có cơ hội được chọn thì em sẽ chọn một người. Em tin gần cái người này sẽ có thể hỗ trợ cho em cải thiện cái sự gentleman bên ngoài của em. Em luôn hy vọng là được về team chị Xuân Lan. Yeah! Oh my god, thank you. Trời ơi em ơi, em xuất sắc quá. Trời ơi, cảm ơn em. Tại vì chị không có nói câu nào hết trơn mà cũng về nữa. Tội nghiệp Hương Giang quá đi. Chị thương em. Cảm ơn em. Tính ra lúc nãy mà em không nhờ mà cứ im phải có khi là lại được ha. Mà em nhờ chị nó mới fail đó. Rõ ràng. Ok, nói vậy thôi nhưng mà em rất là hợp với đội chị Xuân Lan. Chúc mừng em nha. Yeah. Tiến ơi, mình đã hoàn thành xong cái đội hình của team mình rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn duy nhất một chỗ trống trong team của huấn luyện viên Hương Giang. Nhưng chúng ta còn tới 4 thí sinh à. Cái gì vậy? Không biết là Hương Giang có muốn cho 4 thí sinh ra cùng lúc hay như thế nào không ạ? Em nghĩ là như vậy thì là tốt nhất trong thời điểm này. Và em cũng sẽ nhờ cả chị Hà Anh cũng như là chị Xuân Lan sẽ có một cái nhìn tổng quát giúp em xem là nên chọn thí sinh nào.